Xin kính chào đến tất cả các cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 9 thì em có về được mấy em hàng VIP em mấy anh em ơi. Thứ nhất là em này đó là EA11. Đây. Em này đó là EA12. Đây. Thì hình thức con hai con này đó là máy này là nghĩ điện với anh em. Bao zin nha. Bao mấy anh em bao chưa bung tháo mở gì hết, tất cả đều zin hết nha. Dìm từ ai từ nhà đến trường luôn đó. Đây là dòng máy này Kuta Bắc Kim đây đó, giờ em tắm nữa nó xong rồi là quay test nổ mấy em xem nha, quá đẹp anh em ơi, không ra đâu, xịt lớp mấy kia lên đi. Quá đẹp Kuta. Đang kéo này ra để tôi xịt cho nha. Rồi tiến hành giờ tiến hành mình tắm rửa nó, em nói là cho nó mới mẻ mà. Quá đẹp anh em ơi, mấy con này mà về mấy anh em lên dàn chạc hoặc là chạy bơm nước chạy xuồng hay lên dàn sới gì nè, sới cày cái một thì là nhất cái nách luôn anh em, quá khứ luôn, đẹp. Thôi nhẹ chóc á. Dạ. Rồi xong rồi mấy anh em ơi, quá đẹp luôn, từ nhỏ đến lớn. Đúng ra thì em sẽ sắp cái máy 10, rồi máy 11, máy 12, máy 14 luôn, nhưng mà tại vì chỗ chặt chội quá, nhưng máy nhà mình đầy đủ mấy anh em. Máy em bé đây từ máy 7 luôn nè, máy 6, máy 7, máy 8, máy 10, 11, 12, 14 có đầy đủ, loại nào cũng có hết. Thì quá đẹp mấy anh em ơi. Rồi với máy bên em ơi.
đang vô đây ngay cái cua. Rồi, tắt luôn. Quá mướt mặt mượt mà ha. Rồi, quay lại cái con ra 11 cho mấy anh em xem ha. Đây. Nãy là bao mấy anh em chưa bung phá mở nha. Đi về dài coi đi, đi về dài coi con nào đó em báo giá cho. Cái này có đề không anh em? Bao zin nha. Có đề nha. Nè, con này máy là chưa có bung có mở gì hết nha. Rồi. Con này. Máy là bao zin mấy anh em chăm chăm nha. Mới bán mấy anh em mà có gì lô hay là có gì buôn máy là trả lại bao hàng mấy anh em. Rồi một lần nữa em rất là cảm ơn mấy anh em đã quan tâm và theo dõi xem video. Thì mấy anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận được cái video mới, những cái clip mới mấy anh em. Thì đặc biệt cửa hàng chúng em có bán hỗ trợ trợ góp anh em ha. Trong tỉnh và ngoài tỉnh luôn, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân và bằng lái xe thôi đó, thủ tục đơn giản. Thì clip này em cũng xin kết thúc anh em ơi, chúc anh em một ngày mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên người thân gia đình nha. Đang ấy chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại với anh em tiếp sau. Bye bye anh em.